con đều được sự tăng hoa, sự đời ít na, sự bình an đau nhìn ngộ quá không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật cao quả đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy, con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật cao quả đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri, do Ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Iti pi so Phagawa Arahant Samma Sambuddho Vicca Charana Sampanno Sugato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Sattha Dewa Manusanam Buddho Phagavati. Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo. Đang cầu sự an lạc đến cho con, y như lời chân thân này, con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chi thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Xô kha tô pha ga wa ta tham mô san đi thi cô a ca li cô e hi ba si cô ô ba na di cô ma cha tăng quê đi tam cô vị nhu hi ti. Chẳng có chỉ đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bao, nên con phải con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo, là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Su pa ti ban no ti ban do pha ga pa do pha wa ta sam po ya ya pa ti ban do pha ga pa do sa wa ta sam ko sa mi ti pa ti ban do pha ga pa do sa wa ta sam ko ya di dang cha ta ri mu ri sa yu ga mi a ka mu ri sa mu ga la e sa pha ga pa do sa đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm ra tội lỗi ấy cho con. Con thôi tam bảo để con giữ hạnh theo, con được sự lợi ích vạn qua đại đức tăng. Chúng con xin thờ kỳ tam quy và ngũ giới, lời tam bảo để con giữ hành theo. Quan có một ngày Phật đã nói câu thường những chú quả chân những chi vô ngày trong hội con thầy chỉ dạy con với thấp lòng thần chính làm lễ chúng con đã qua tối ngày là Phật đã nói câu thường những chú quả chân những chi
do ngài Trung Ngộ công thầy chỉ dạy của đem các đồng thành kính là để chúng ta năm qua có ngày được ác ăn cao thượng để chứng quả tính chi do ngài Trung Ngộ công thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức và cho qua đó ngài là Phật A Di Đà cao thượng được chứng quả chánh biên thi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức và cho qua đó ngài là Phật A Di Đà cao thượng được chứng quả chánh biên thi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phật A Di Đà, ngài là Phật A Di Đà cao thượng được chứng quả chánh biên thi do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Quy pháp lần thứ nhì, con đem hết lòng thành kính xin tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Phát huy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. Dạ xin dân. Con xin dân giữ điều học là cố tính xa sự sát sanh. Con xin dân giữ điều học là cố tính xa sự sát sanh. Con xin dân giữ điều học là cố tính xa sự trộm cắp. Con xin dân giữ điều học là cố tính xa sự trộm cắp. Con xin dân giữ điều học là cố tính xa sự tà dâm. Con xin dân giữ điều học là cúi tránh xa sự tà dâm. Con xin dân giữ điều học là cúi tránh xa sự uống rượu và các chất say. Con xin dân giữ điều học là cúi tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Chư Phật tử phải được chứng chứng chắn đến trọn đời cả nên dễ vui. Dạ xin dân. Các chúng sanh sinh về cõi trời cũng nhờ dĩ giới của trời tụ tại và cũng nhờ dĩ giới của chạy có mấy vàng. Bỏ cái mục đích để chư tăng biết đó mà chú nguyện theo mục đích. Thì liên tiếp chương trình là lời tắc bạch trong buổi lễ cho tăng hôm nay. Vào ngày chúng con kính cung thỉnh sư cô Mỹ Nhung chủ trì. Kính hữu bạch chư tôn chư tăng, kính thưa quý cô, kính thưa toàn thể bà con Phật tử xa gần. Hôm nay ngày 26 tháng Giêng năm 2023, cách đây 4 năm là ngày mà cô Mỹ Hồng đã ra đi. Năm nay tròn 4 năm, cũng là lễ giỗ lần thứ 3 của cô. Đạo tràng Chùa Như Pháp chúng con theo truyền thống của người Việt Nam, đồng thời cũng để tỏ tấm lòng tri ân với người đã có công với ngôi chùa Như Pháp và cũng là người đầu tạo của tu nữ Chùa Như Pháp chúng con. Nên hôm nay tròn 4 năm của cô Mỹ Hồng, chúng con có thiết lễ tre tăng cung thỉnh quý ngài về đây chứng minh. Theo truyền thống dự định của chúng con thì cứ hàng năm vào lễ giỗ của cô cả Mỹ Hồng, chúng con sẽ cung thỉnh quý ngài về đây để cầu xin quý ngài chi phước đến cho cô, dù ở cảnh giới nào cũng hướng về tam bảo tu tập và đón nhận tùy hỷ phước báo với sự tu tập của quý ngài. Bên cạnh đó, đạo tràng Chùa Như Pháp chúng con cũng có tổ chức cái chương trình chép kinh để cúng dường phước báo đó đến cô cả Mỹ Hồng theo hàng năm. Thì năm nay đã 4 năm, chương trình vẫn đang tiếp tục và mong rằng thiện tâm của đạo tràng Chùa Như Pháp cũng như tất cả bà con Phật tử và con cháu trong gia đình tiếp tục cái hạnh lành này. Trước là để cúng dường, để tỏ lòng tri ân, sau là chúng con cũng tạo phước lành đến cho bản thân mình. Thì hôm nay ngày 26 tháng Giêng năm 2023, năm Quý Mão, đạo tràng Chùa Như Pháp chúng con rất là hoan hỷ được cung thỉnh quý ngài về đây với tấm lòng từ bi của quý ngài dành cho Chùa Như Pháp. Chúng con nguyện tu tập
để tri ân quý ngài. Và tiếp theo đây là lời đọc tiểu sử của cô Cả Mỹ Hồng. Kính dâng lên quý ngài. Lên, pháp danh là Mỹ Hồng, tên Bali là Thamika, có nghĩa là người sống trong pháp. Cha của cô là ông Huỳnh Văn Đẳng, mẹ là bà Phạm Thị Chín. Cô đã được sinh ra tại xã Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Cô có gia đình anh chị em bao gồm chị Huỳnh Thị Đầm, chị Huỳnh Thị Thắm, chị Huỳnh Thị Hoa tức sư cô Đinh Tài, anh Huỳnh Văn Việt tức là đại đức Phước Tịnh trụ trì của tổ đình Ngũ Quy Vĩnh Long, anh Huỳnh Văn Nam hiện là sư Tự Nhẫn, chị Huỳnh Thị Tầm hay còn gọi là Mỹ Dung, anh Huỳnh Văn Hải, một người em là Huỳnh Mai Lan đã mất, người em Huỳnh Thị Mỹ Đệ là sư cô Mỹ Xuân, người em Huỳnh Phi Hùng tức là đại đức Tuệ Hùng, người em Huỳnh Phi Dũng tức là đại đức Tuệ Dũng hiện đang là trụ trì của chùa Tứ Xuân Tăng tỉnh Bình Phước, em Huỳnh Kim Dung tức sư cô Mỹ Thanh, em Huỳnh Kim Tuyết hiện là sư cô Mỹ Nhung trụ trì chùa Như Pháp, và em Huỳnh Kim Lan là sư cô Mỹ Thúy. Sinh ra trong một gia đình nông dân đông con, lúc còn nhỏ ngoài việc đi học, cô cả vừa phụ trông nom đất em, vừa phụ giúp việc đồng áng của gia đình. Lớn lên, cô cả tìm đường ra chợ buôn bán để tạo phương tiện dễ dàng cho việc đi học tại chùa Siêu Lý Vĩnh Long, để tìm hiểu về giáo lý nguyên thủy của những thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Trong thời gian đó, sư phụ Giác Giới là người thầy trực tiếp chỉ dạy giáo lý tại chùa Siêu Lý. Cô cả đã tham gia tất cả các lớp giáo lý đào tạo tăng sinh thời bấy giờ. Trong thời kỳ ấy, cô cả tranh thủ mỗi khi về nhà là đem ra truyền đạt những lời dạy của sư phụ Giác Giới cho cả nhà nghe. Và thế là các anh chị em trong gia đình đã tham gia học giáo lý từ xa bằng cách chép lại bài vở cô cả được học ở chùa Siêu Lý và học hỏi qua cô cả. Cô luôn khuyến khích động viên mỗi người trong gia đình phải học pháp, ít nhất là phải đi nghe pháp mỗi tháng 2 kỳ để rèn luyện tâm lý xuất gia dù thân chưa được xuất gia. Thế rồi nhân duyên đã đến, cô cùng bốn em gái là sư cô Mỹ Xuân, Mỹ Thanh, Mỹ Nhung và Mỹ Thúy đồng tâm quyết định xuất gia, chọn cuộc sống độc thân hiến dâng đời này để học pháp và hành pháp. Cuộc lễ xuất gia cho năm cô được tổ chức, cô cả đã hoàn thành cử nhân ngành xã hội học, hệ đào tạo từ xa của trường Đại học Mở Bán Công thành phố Hồ Chí Minh năm 2005. Bên cạnh học đại học, cô cả còn tham gia học chương trình Phật học hàm thụ 4 năm do Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức, tham gia khóa đào tạo kiến thức cơ bản về công tác xã hội được tổ chức tại văn phòng 2 của Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1999. Cô còn tham gia học khóa đào tạo kỹ năng tư vấn tâm lý giáo dục và cấp cứu từ xa, thiền học cơ bản, giáo dục gia đình và tổ chức các khóa tu dây duyên cho trẻ em và người lớn. Giáo hội của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Đồng thời, cô cả Mỹ Hồng trở thành vị trụ trì đầu tiên nơi đây, đó là chùa Như Pháp tại làng Cái Đôi này. Cô đã mãn phần ra đi lúc 8:40 tối ngày 2 tây tháng 3 năm 2019, tức ngày 26 tháng Giêng âm lịch năm Kỷ Hợi, tại bệnh viện Hồng Đức Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cô cả đã ra đi nhẹ nhàng trong lúc đang niệm hồng danh Phật A Ra Hăng Phật trọn lành. Gần 30 tuổi đầu, cô ơi nhớ mà tiếc, nghĩ mà thương, gặp chi một bước vô thường rồi không, chọn áo trắng không đêm hồng, tuổi xanh lại cứ nẻo không mà về. Con xin thành kính dâng những thực phẩm này, dâng những thực phẩm này cùng y và tứ mật dụng,
Mataka Pantani Sapari Warani Pikuk Sangkasa Ono Jayama Satuno Pante Pikuk Sangko Imani Mataka Patani Sapari Warani Batikang Hatu Amha Kang Jitawa Jewa Mata Pitu Adi Namcha Nya Takanang Kalakata Nang Dikaratang Hitaya Sukhaya Athaya. Kính bạch Chư Tăng, chúng con xin cúng dường vật thực cùng các lễ phẩm này đến Chư Tăng, xin quý Ngài từ bi nhận lãnh vật thực và các lễ phẩm này để chúng con học hướng phước lành đến ông bà cha mẹ, nhất là cô tu nữ Mỹ Hồng, bà cố tu nữ Diệt Tính, cố tu nữ Trí Siêu, ông Huỳnh Văn Đẳng, ông Võ Văn Chính, bà Nguyễn Gia Định Gia Huy Cô. Chúng ta cùng tỷ phước khi dân vật thực cũng như các lễ phẩm đến Chư Tăng. Bởi vì tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cuối xin hết lòng thành kính cuối đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cuối xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Con đem hết lòng thành kính cuối đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là Phạm Tăng và Thánh Tăng. Các tội lỗi mà con đã vô bảo xa tội lỗi ấy cho con. Trước hết thì tôi cũng chào đón tất cả chúng sanh ở Tây Nguyên. Thì tôi cũng Ô Sam Ma Sam Bồn Tha Sam Nam Mô Tha Sa Phật Ca Wa To Wa Ra To Sam Ma Sam Bồn Tha Sam Nam Mô Tha Sa Phật Ca Wa To Wa Ra To Sam Ma Sam Bồn Tha Sa Thế Long Phật Đế Sa Ta Thanh Thế Son Thế Sinh Kia Đăng Như Sư Chánh Kia Na Pia Ha Sư Tân Thân Thế An Thân Thoa Sắc Căn Cao Răng Bà Hồ Thế An Nắp Bà Nam Thế Tài Cha Bồi Kế Ông Bà Thế Thế Khắc Thế Sang Khổ Kế Sa Ra Thế Sa Ta Năng Cam Mạc Bài Thế Gia Hê Quang Ta Thân Thế Nhi Thế Tăng Nhi Hòn Thu An Nô Tạp Thu An Ca Sư Chư Phật Nê Tăng Cơ Lên Lạc Cạp Bì Giang Phá Na Phổ Chân Na Khi tăng hô nhẹ tê nàng hồn tức sâu khi ta hồn tư nhẹ tê vô thế chạm ta tức sâm ma đâm hô nhẹ tê vê ta sâm ma cân ta mâu tê an nam ba na sĩ sa ca anh cha ha nam mô ta đê kê ra chi quan tôn nô nhẹ tê nhẹ sang mà sẽ mà ha cây chắc là ta bôi kia tê ya ca chắc anh nê phá la nay ta tất cả sĩ ở tê vô ra khe thân la quay chắc ta vật nê chia ta tê xây na tê hê rai nhẹ
gia thì to lên nè ta ca ta ca ta ta hê đôn ta tê ta ca qua ta nhá ta nên nàng có qua ta tê hê quán vệ qua hê to lên nè bê ta nàng có ba ca ba tê nhá ta vi a lê qua ha bô ra ta lê bô rê tê sa ha ra hê quán vệ qua hê to lên nàng bê ta nàng có ba ca ba tê nhá ta si mê ta si mê nhá ti mê ta sa ca nhá mê bê ta nê đê ti nê đê cha ca mang qua cha ca mang ba ta ki nang ba ta ki nang ma đô ca mang ba rê tê tê ba ta ki nang ba ta ki nang ni ca ba na la phan ta tê ba ta ki nê yu wa tha ko tha na wa tha ko se rê wa tha ko ya sa wa tha ko pa la wa tha ko wa na wa tha ko sa ka wa tha ko hon tu sa pa ya tu ka ro ka ka ya we ra so ka sa to cho ba ta wa an đề ga an ta ra ya ti vi na sa ta cha te cha sa ti cha sa ta ta nang le pa sa ti pi a cha su khang pa lang se re a ya cha van no cha po ka wa sa cha a de wa ta sa pa tham ma no pa we na sa ta sa te pa wan ta te pa wa ta sa pa ma ka lang ra khang na sa pa te wa ta Kính thưa toàn thể Phật tử xa gần, hôm nay ngày giỗ lần thứ 3 kỷ niệm 4 năm ngày Cô Mỹ Hồng vắng bóng, đã dạy chùa Như Pháp chúng con thành tâm tri ân tấm lòng từ bi của quý ngài đã dành cho đã dạy chùa Như Pháp chúng con, nhất là dành cho cô cả Mỹ Hồng. Tấm lòng của quý ngài dành cho đã dạy chùa Như Pháp chúng con, mình gọi một cách tụi con có thể nói hoài không hết, mà trong văn chương thì người ta nói là không bút mực nào ghi chép được. Đó là tất cả những điều mà trong tâm cảm của chúng con luôn luôn ghi nhớ, và để đáp lại tấm lòng từ bi của các ngài dành cho chùa Như Pháp chúng con, là người xuất gia, là tu nữ trong Phật giáo Nam Tông, ngoài lòng tôn kính quý ngài, chúng con nguyện học pháp, hành pháp và đóng góp công sức của mình vào công trình hoằng pháp để tạo ra công đức phước lành, và những con công đức phước lành đó chúng con kính dâng đến quý ngài thay cho lòng tri ân sâu xa nhất của đạo tràng Chùa Như Pháp chúng con.